Giờ á có nhiều kỹ thuật để đánh cái bóng phê lắm. Dạ. Tình huống này á là để hai rưỡi lấn tay thành bốn chứ không có đánh kia được. Nó nhào tới À dạ không, dạ dạ. nó nhào tới chứ giờ À. nó có những tình huống như vậy. Còn ví dụ đầu xiên đó, đầu xiên đất nè thì bốn nó sẽ ra bốn đàng hoàng. Dạ. Giả dụ như con này là xiên bốn bốn một, con này bốn với lại bốn là tám hả ta, xiên bốn. Bây giờ mình muốn đánh bốn về này, năm đi đó chẳng hạn, quýnh gãy luôn được nè. Dạ. Bây giờ nè, một hai Dạ. ba bốn xuống đây là năm, Dạ. gãy luôn được không? Dạ Bây được. giờ không quýnh nữa, trái bốn coi là ăn gãy luôn. Con này xài được cả những cái này luôn. Quá tốt đúng Dạ. không? Ok, xài được thuận nghịch luôn đấy chưa, Dạ. đó luôn Tổng bằng năm. đâu. Hai bài này quá ngon lành. Giờ hai bài này thôi là thấy là tập luôn mấy tình huống người ta khủng hoảng là gặp mấy cái bi nè, bữa tụi đánh trong trận nè. Thấy không? Dạ. Xiên năm nhưng mà cái dây nó gần băng, Là còn 4. còn bốn thì sao? Giờ mình âm một, Âm 1. hoặc là mình âm nữa, cái này nó cũng gần nữa rồi Dạ. đó. Thì thay vì để mũi cao để mũi thấp xuống, thấp xuống tiếng đánh tới rồi. Cái chết liền. Ba đúng không? Đúng rồi đó, thì giờ con nhớ cái bài xiên nãy xài liền. Nó thực ra nó sẽ xử lý cho con rất nhiều những cái hình, chút nữa thể chip cho con mấy cái hình coi Dạ đó, dạ đánh thử đi. Nửa ba phê, nửa trái ba phê, để biết mấy hình lớn lớn này thôi. Ok, dễ dễ không? dạ Ở dễ. cái nửa trái đó là nó hai mặt, Dạ. khi mình đánh thuận thì là sổ, Dạ. còn khi mình đánh nghịch thì nó có bộ cúp. Dạ. Nên là khi con sổ không được thì nó sẽ là cúp Dạ. đúng không? Còn khi mà con cúp không được thì nó là sổ. Giờ giờ Dạ. nè, nó ra một cái hình vậy nè, có phải con có hai sự lựa chọn không? Dạ. Thì con thích cúp thì con cúp, còn con thấy nó đá thì con sổ Dạ. đúng không? Dạ. Thì nó có hai bộ này nó lật bánh chén nhau rồi đó. Đó Dạ. giờ này một hai nè, Dạ rồi hai. tính giờ thôi. Thầy 7 rưỡi. Bảy rưỡi trừ nữa là xiên bảy đi, Dạ xin 7. bốn má phê nửa trái đúng không? Dạ. Đây hai nữa là bài chín đúng không? Dạ. Chín trừ cho năm là còn bốn, không cần chuối quá, bốn rồi đấy. Hợp lý không? Dạ. Nó về con hai kìa, tại con về nó chip không đúng lắm. Giờ mình phải khéo một chút, tại con quýnh với bị nó bị nở ra, Thì cái bi đó thì vô mặt bên đó thì nó hơi khó thì... nó bị dược Ừ, ra. dạ. Không, con đánh tay con tới là nó ra là này, hình thấy nè, cái cách đánh ra hình này nè. Con đừng suy nghĩ là con chuối cơ là phê nhiều. Dạ. À, giờ bảy rưỡi nè, ý là bảy là bảy hai chín nè, ok rồi đó đúng không? Con là bị trường hợp muốn bốn phơi, con hay bị nhổ xuống vậy. Dạ. Con để xuống sâu quá đúng không? Dạ. Nên đánh xuống vậy. Đó là không không phải, đó là bốn bắp phơi. Vì chuối xuống nó thành bốn rưỡi và cái chế bị con bị nở Nở ra, ra. nó nở ra cái nó bẻ vô không được. Dạ. Thực ra con đặt ba rưỡi là con đẩy ngọt đó là nó tăng thêm một phơi vẫn được. À, Dạ. đây với đây ba rưỡi nó bị nở ra, nó dễ dẻo. Thì mức đó mình còn muốn nở nữa, cái bi nó dễ nở, cái góc xiên này nhiều quá dễ Dạ. nở. À, khéo khéo xíu. Giờ á có nhiều kỹ thuật để đánh cái bốn phê lắm. Dạ. Tình huống này á là để hai rưỡi lấn tay thành bốn chứ không có đánh kia được. Nó nhào tới À dạ không, dạ dạ. nó nhào tới chứ giờ À. nó có những tình huống như vậy. Còn ví dụ đầu xiên đó, đầu xiên đất nè thì bốn nó sẽ ra bốn đàng hoàng. Dạ. Giả dụ như con này là xiên bốn bốn một, con này bốn với lại bốn là tám hả ta, xiên bốn. Bây giờ mình muốn đánh bốn về này, năm đi đó chẳng hạn, quýnh gãy luôn được nè. Dạ. Bây giờ nè, một hai Dạ. ba bốn xuống đây là năm, Dạ. gãy luôn được không? Dạ được. Giờ con quýnh nữa trái bốn coi là ăn gãy luôn. Con này xài được cả những cái này luôn.
Quá tốt đúng không? Dạ. Ok. Xài được thuận nghịch luôn đó chưa? Dạ. Đó luôn. Tổng bằng 5. Đâu, hai bài này quá ngon lành. Giờ hai bài này thôi là thấy là tập luôn mấy tình huống. Người ta khủng hoảng là gặp mấy cái bi nè, bữa tụi đánh trong trận nè. Thấy không? Dạ. Xiên năm nhưng mà cái dây nó gần băng Là còn 4. còn bốn thì sao, giờ mình âm một Âm 1. hoặc là mình âm nữa, cái này nó cũng gần nữa Dạ. rồi đó. Thì thay vì để mũi cao để mũi thấp xuống đó, một tiếng đánh tới rồi. Đúng cái chết liền rồi tập. Dạ, bữa Ok, con có tập kiểm tra một cái chút này. nữa sư phụ, cúp mà bữa sư phụ chỉ con á là Cúp con gì? nói con nói được T4 luôn rồi, là Đâu? ví dụ như những trái nó lỡ cỡ vậy nè con vẫn quýnh có thể trúng, Đâu? giống như nè nó thì là trái KJ nó không phải sát băng mà nó kiểu như nó lỡ cỡ đường giữa bàn luôn á. Được chứ? Dạ, ý là con sẽ nói được tia con canh được á, con không biết đúng không, tại vì cái này mình quýnh á Ừ. bình thường thì sẽ một nó sẽ về ngay nút hai, nó là tổng nó bằng 30 á, nút một này nó sẽ về nút hai, còn nút Ừ. hai này nó sẽ về nút một. Đúng, hôm nay là khoảng 1:30 thì Dạ. ba ba con này là ba trúng rồi, Dạ. thấy không, Bên kia là 5 là 8 luôn. là tám tám nhưng mà mình phải trừ khoảng hở là còn 7:30 thôi, Dạ. con kia quýnh, con quýnh cái là nó vượt qua con năm mẹ rồi đúng không, Dạ dạ. thì còn 7:30, bảy Còn rưỡi đây quýnh nhiêu, khoảng bốn 4, khoảng gần 4 FP. bốn Quýnh mà chắc trừ ăn bảy thì rưỡi quýnh là 4. 3:30 à, Dạ. Quýnh chắc ăn là quýnh 4 FP là đến bốn phơi cũng được, quýnh bốn bốn phơi vẫn được, tại vì phơi nó cũng có xu hướng kéo xuống này nó cứ hướng đi ngang đúng không mà. Ừ. Này quýnh thoải mái hết ra số, tại chứ bi là ta 3:30 mới trúng nữa, đó, con quýnh cái bi đó nó kéo xuống đó đánh tới nè, nhiều khi con cái bốn phơi ngộ lắm, mình đánh sai với cái bài cúp nãy vậy. Mình mà đánh không đúng á là nó sẽ tình là nó bị kéo bi nhiều hơn, thấy không, mà xô là chi nha lớn như vậy nè, cái cũng mình nó đẩy lên cao nhưng á, mà mình lấn lớn tay lên tới. chứ Dạ xô không có đánh ý kiểu con dạ, cái rõ bi, cái mũi cơ sâu đó, nó dễ bị kéo cho bi xuống, nó à, rớt qua anh kia anh thiếu miếng, dạ. nó có hai loại nha, còn tại vì á con muốn quýnh mà cái bốn phê mà nó ra đúng á mà mát áp phê rồi là bốn phải là mát phê phải không, thì con chỉ được chậm mỏng thì nó mới phát huy được cái phê bốn của nó thôi, tận dụng cái cú lớn nằm mi dẫn giáo viên về quay lại tình huống nãy Dạ. đó, chứ bây giờ con đâu quýnh mỏng được, quýnh mỏng gõ đá còn sao dướng lại Dạ. không, bắt buộc thôi, nên tình huống vậy quýnh mỏng đâu chưa qua được, mình phải quýnh cho con gõ đi trước Dạ. lớn đó, nó sẽ gặp tình huống này hoài, Dạ. nó đòn nờ mi á lai xíu sẽ chú ý hai cái phần á, nhớ nha, bốn Dạ. móc phê đúng nó chỉ phát huy khi con đánh cực Quýnh mỏng. mỏng, đánh thật một cái là Dạ. ghi đi ra liền cho những góc đó. Rồi, rồi hiểu không? Rồi hỏi Hiểu. thêm gì nè. Để con tập Ba cái băng tầm xiên xa đánh được chưa? Ba ba băng con tầm xa ở chuẩn rồi đúng không? À, bữa trước nó chỉ. dạ Sao? Muốn tập tập thì chúng tập. Bây giờ con hỏi thụ nãy giờ là thứ nhất là sổ hay là cúp. Đúng không? dạ Con đã biết sổ ngắn rồi, cúp ngắn rồi nè. dạ Giờ cúp dài nè, giờ cái dạ bài đã luôn. Đi lên thêm nè, cúp gãy được không? à dạ cúp gãy. Đúng không? Đi hơn những trường hợp nè. Đó. Đó thì con phải tính được, đánh được Dạ. Yeah. Cái này thì chọn mình điểm trừ rơi, lại con số ví dụ. chọn điểm rơi nè, bây giờ con cúp xuống đây là không đúng không, Yeah. thì con cúp âm thì sao, Con trừ lại cái này con không có không đúng nhưng mà rồi con trừ. đúng Có nghĩa là lấy rồi bên kia trừ qua bên đây. đúng rồi, thì cái này sao âm mấy, Có nghĩa là âm một được mình không, không đoán được cái khoảng mà nó về đây nè. Giống như nó là y vậy nè, bây giờ con đi thuận thì tới đây không, tới đây một đúng không, Yeah. còn con cúp từ đây thẳng xuống đây luôn thì này là âm một đúng không, Dạ. âm hai đúng không, Dạ. âm ba đúng không, Dạ. dễ không,
Bây giờ con quýnh cho con 6 mà âm 1 tức là tổng hai con chỉ có 5 thôi. Dạ. Ok chưa? Dạ. Rồi. Đúng không? Đó, vậy mình hiểu vậy được. 5 trừ đuôi mình nhiêu? 2 thì còn 3. Ừ. Quýnh ba phê vô. Lớn rồi nó bị quéo rồi. Dẫn chúng. Nó bị hơi ghê ghê. Tại vì Nó bị con mất này lực. có nghĩa là cái một của mình nè nó sẽ gãy về khoảng nào ấy, có nghĩa là nó Con đo là tiền rồi con cảm được cái đường vi rồi sao gãy khoảng nào sao sụ biết. Thế là tùy theo góc mình vô chứ. À. Làm sao con nói gì được? Con không có được suy nghĩ kiểu máy móc vậy. Bây giờ con đánh 50 con phải bắt tia. Con đánh cái này con phải bắt tia con đứng nhìn. Dạ. Giờ cái góc bi này á thì khi mà cái một ở đây là gớt đây thì thấy chúng rồi. Đó Dạ. nằm gần quá mà. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ trường hợp thứ hai. Bây giờ con dàn lên đây. Rồi thủ đánh từ đây xuống. Dạ. Thì con thấy này con một hết chúng rồi đó. Nó có xu hướng dựng lên đúng không? À nó nhào tới luôn phải không? Như vậy Dạ. thì cái con này âm 2 mới 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 trúng nè. Dạ, dạ rồi, con hiểu rồi. Ok chưa? Dạ. Đây đây gơi đây thấy âm 2 nè, âm 2 thấy chưa trúng luôn á. Âm 2 nè, cái xu hướng nó bị lướt lướt tới đây nè. Dạ. Chưa được. Âm 2 gửi luôn. Dạ. Đây, 3 thì 3 3 thì cũng có thể. Nè, nhưng đo cái cơ này, nhưng đánh vô cái phải nó đi vậy không? Thì xu hướng cái bi này nó quán tính nó đi tới đâu? Này âm 3 thể lòn. Âm 2 thì nó vẫn còn bi bay quanh đây nè, đúng chưa? Như vậy thì âm 2 rưỡi là hợp lý nè. Ở đồng điểm là 2, 4, 6, 8, 10. Đúng chưa? Mấy? 11. 11 trừ cho 2 rưỡi. 8 rưỡi. 8 rưỡi. À, phải không nữa. Qua tính là 4 này 5, 6, 7, 8. Đây. Qua buổi thu đang mò lại số sai lộn. 4, đây vẫn là 3 nha. 2, 1, 4, 5. Thế mình gọi 50 đó. 6, tên đây mới tăng. 7, 8. Như vậy đây là 6 nè. Hai rưỡi. Hai rưỡi được. Vậy con để 2 đồng hồ là 2 rưỡi đó. Bấm tới đi. Tám tám ở đây mà 8 rưỡi kỳ ta khoan để rồi coi nha không 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 đây là 10 từ 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 rồi đang đưa cái bài này vô góc đợi một xíu không tới chắc rồi 2 rưỡi đúng không lực này mới đúng không phải nhẹ cái bi con quýnh này là nó bị quay đờ mi cúp gãy là không được đánh đờ mi rồi cho con xử lý hai hình bi đi hình bi này rồi hết tiết trong buổi học cái nào có luôn hả cái vàng dễ mà đúng rồi biết đánh thì dễ đúng rồi ý đồ thù cũng chị nói còn là gì nữa quan trọng cú đánh thế nào tốt tốt lắm quá tốt vậy mới được chứ đây cái nào đây ra chắc chắn đi rồi đường nào dễ nè đúng rồi quá hợp lý đúng rồi đó canh nửa trái chứ không phải canh nửa trái trước mà ba rồi đúng ba đó chỗ bốc về đây thấy trúng rồi đúng rồi ngay chỗ đó luôn đó trái không phơi luôn á
Quá hay, cái bộ sổ này á, lợi hại quá rồi. Chết chết, kèo kèo còn 10 điểm. Kèo 20 còn 10 điểm nhé. Rồi, sao nữa? Sao quá. Đánh giá đỏ đúng không? Này đánh đập cô chứ không đánh gân công. Đánh khô luôn. Trái đỏ nó cũng khó đá, nó yên tâm đi, con quýnh cái gặp nó văng con kia. Quýnh hơn nửa trái nè, mũi khô, mũi một dưới. Đánh dừng tay á, đánh bẻ, đánh đánh cạch dừng lại. Đúng rồi, nó bẻ nè, thấy chưa? Thấy không? Không cho chứ bị nó chạy chậm được, phải buộc phải đánh nhanh vậy đó. Còn cứ đúng mũi và quất thôi, đúng lực đó, tốc độ luôn. Đúng luôn, nhưng phải rõ ràng. Phải tính ăn ở đâu à, vậy chúng nó lên biết bài chưa, chưa đúng không nè, chỉ là nguyên tắc con đánh á là hai ô về dậu đúng không, không muốn về dưới nè, cắt ngang mặt nè, khu vực cái lùm con đánh phải vô tay thụ nè. Đúng rồi, không tùy theo kaize nằm đâu. Chú có thiệu chỉ cho bài tổng 4 đúng không nè, con quýnh ở khu vực cái lùm tay của thụ nè, mũi 4 nó phê nha, bén tay đi rồi hố rồi, về dậu chắc rồi đúng không, qua tay thụ thiếu rồi đúng không, gọi lại chỉ à, thiếu hiệu chỉ cái đó cho con, để đi cứ con vô khu vực con hai là kiểu gì con bay về dậu à, con muốn né cái dậu con quýnh không phải không được tới con hai. Dỡ mũi cơ lên, nếu mà trường hợp nãy dỡ mũi cơ lên lại, hồi nãy mũi cơ hơi sâu đúng không, rồi đúng rồi, thôi không được rồi, phải quýnh mũi cơ sâu rồi, nhưng mà quýnh mũi này nó không ôm, vẫn phải mũi sâu nhưng con quýnh mỏng lại, tốc độ lực giống như trái đầu tiên hả, cái đầu tiên giờ là cái mũi cơ ban đầu của trái đầu là đúng á, nhớ cái mũi cơ đó, nhưng mà phải đánh khéo lại, mỏng lại đây, khu vực đây tốc độ ra cơ dứt khoát lên. Không tới tay là canh điểm chạm chưa được nè, đồ trúng luôn á, chứ bị đó trúng luôn á, nàng gãy luôn, nó hơi nghe lại lại, con phải quýnh chứ bị hơi lại quá rồi, rồi đúng rồi đúng rồi, lượm gạo đó, nó về con một bên đó là thấy lượm gạo rồi, ngồi bên đó về một bên này, ok à, hiểu không đó, hiểu được đánh nữa không, cúp hả, ụt đá mẹ đá chắc rồi, đâu cúp từ đâu, khó quá bi này, khó quá rồi, bi này còn đường duy nhất đây, tên dậu à, quan được chưa, quan một hai ba bốn, quan chu chi có áp phê nhẹ nha, tốc độ nhanh lên, mỏng vậy, như là cái chưa dứt khoát cái nữa, nó có hụt hay hụt gần gần xíu à, nó giống như cái hình tam giác con chia vậy đó. Rồi tay khỏi phê luôn, không có phê, mỏng nhanh lực lên. Không được, cái ta sao chế đổi chạy dữ trời, nãy nó có độ nghiêng mà tôi nhớ là nó nghiêng nhẹ qua đây mà không, có sáng gì không, nghiêng gì không, giờ chia nè, đánh vô đây nè, phải không, mình dùng lực lớn á, thay vì nó qua đây đúng không, dùng lực lớn thì nó sẽ kéo xuống đây, nó mới lên kia, đó là tôi canh nút giữa bàn. Đó cũng bộ cũng thích đấy.
Thì có phơi được luôn đó chứ. Đúng cỡ vậy nè. Đúng tốc độ con chậm quá, nó bị quẹo rồi. Cũng đi giới thiệu chúng rồi vậy. Đòi sẵn rồi cứ đánh vô đó thôi, còn gì nữa đâu mà. Có phê luôn, nãy dù chúng là chủ chúng này thế bị dễ nhiều chúng vậy đúng không ai để nó chúng coi may mắn để tao á mày đệ tử tôi hay thì cứ vậy á vậy một biết mười quá ta đường này đánh ra đường nó hay á chứ đường nó còn phải dạy lại sư phụ luôn á hay á nè giờ con phải cảm nhận được nè rõ ràng hành vi này con giảm vô được con không không cần giữa bàn như là thay vì muốn giữa bàn không phải nó sẽ khó. Con quýnh mỏng thì con quýnh khoảng đây thì con hướng nó phơi có phơi không nó lao tới nhưng mà từ cái băng hai nó lại dựng lên và khi nó dựng lên thì cái góc chúng nó lớn hơn rồi mỏng rồi hướng nó phơi tới quýnh ra đường hay hơn sư phụ luôn trời đu đấy rồi dạ này phải vậy chứ không cảm được rồi đúng không cảm nhận được không người ta không hiểu mình tưởng đâu người ta đánh rùa phải có tính toán hết rồi ok tiết học hôm nay là được mấy hành vi kinh nghiệm ha tập luyện là rồi giờ con tập tiếp đi để thụ dễ lòng làm việc xíu rồi tạm biệt các anh em nha.